và Hạnh Trần xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Đời Sống Thịnh Vượng tại Hoa Kỳ. Và chúng tôi muốn đem dịp này, chúng tôi muốn đem ra là chúng tôi muốn kết thúc cái show kỳ này và sẽ đem tới, hy vọng sẽ đem tới quý vị những cái chương trình mới của những cái show kỳ sau sẽ được quý vị học hỏi thêm và sẽ cống hiến cho quý vị rất nhiều những chương trình kỳ sau. Và sau đây Hạnh có những cái câu hỏi cho quý vị luôn. Wow, chúng ta đã có được những chương trình thật thành công. Hạnh đã hiểu biết thêm rất nhiều, tự nhiên vì cách đến, đóng góp cho chương trình của chúng ta. Còn anh Hoàng nghĩ sao? Đúng rồi Hạnh. Vâng, thưa quý vị, Đỗ Hoàng mới vô join với cái công ty TransGlobal khoảng nửa năm nay thôi. Nhưng mà nhờ có những cái talk show, Đỗ Hoàng đã học hỏi thêm và đã hiểu biết thêm nhiều về những cái chương trình. Chẳng hạn cái đầu tiên đó là cái bảo hiểm nhân thọ. Ngoài cái bảo hiểm nhân thọ, hồi xưa Đỗ Hoàng có một cái câu hỏi chỉ nghĩ là lúc mà mình mua bảo hiểm là lúc mình chết đi để làm một tí gia tài cho con cháu. Nhưng mà thật sự nó rất là bao la, nó rất là nhiều, thêm hơn thế nữa đó quý vị. Cho nên những cái đó là những cái mà Đỗ Hoàng và Hạnh Trần đây, chúng tôi vừa làm mà đồng thời chúng tôi học hỏi thêm những cái chi tiết rất là thú vị, rất là phải nói là rất tốt cho tất cả cộng đồng, tất cả những người ở của chúng ta, từ cái bảo hiểm nhân thọ. Tại vì trong đó quý vị phải biết đó, là có vấn đề về health benefit, không phải chỉ là để một cái để chúng ta mất đi chôn cất, mà còn có những cái để đầu tư để quý vị về hưu sau này. Và trong đó ngoài những cái bảo hiểm về nhân thọ, chúng tôi có thêm những cái mà rất rất là độc đáo mà chúng tôi đã hiểu biết thêm rất nhiều. Dạ, đúng không anh? Yes, anh Hoàng. Ok. Đối với trong cái chương trình mà nổi bật nhất ở đây đó, anh thấy đó là cái chương trình mà có ông giám đốc Philip Hu. Thật là thú vị khi nghe ông kể lúc mà ông sang bên Mỹ, thôi mà ông gầy dựng cái công ty của ông cho tới ngày hôm nay thành công như vậy. Đó thì cho nên cái đó là những cái mà rất là thú vị mà rất là đáng để học hỏi. Anh nghĩ sao? Đó cho nên anh thấy đó là cũng nhờ ông Philip Hu kể về những cái hành trình của ông mà cái thời gian mà ông sang đây đó cũng là cái thời gian anh sang đây, mà ngồi so sánh lại đó ông thành công quá nhiều mà mình chỉ có nửa đường thôi. Cho nên quý vị biết đó là cho nên chúng tôi đối riêng với Đỗ Hoàng cái không có ngừng để học hỏi, và có những người đi trước họ sẵn sàng chia sẻ những cái thành công của họ giống như ông giám đốc của chúng ta để chúng tôi học hỏi thêm và đưa thêm, cũng như ông muốn đem cái công việc cái công ty của ông đem tới giới thiệu cho cộng đồng Việt Nam chúng ta là vì ông muốn chia sẻ cái niềm gọi là cái sung túc của những người dân mà ông đã cống hiến cho bên Trung Hoa, và bây giờ ông muốn đem cái đó đem tới cộng đồng chúng ta, Việt Nam chúng ta, để giúp cộng đồng chúng ta có thêm những cái đời sống thịnh vượng sau này quý vị nhé. Bây giờ chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị từng department. Ok, như vậy bây giờ quý vị đi theo Đỗ Hoàng và Hạnh Trần đi coi cái cơ sở mà gọi là cái trung tâm của chúng tôi ở Monrovia tại Los Angeles nha quý vị nhé. Là chúng tôi sẽ có những cái department ở trong cái thành phố, ở trong cái này. Và để nói riêng cái building này là 15.000 square feet. 16.000. 16.000. 16.000 square feet quý vị nhé. Mà chúng tôi làm việc rất rất là quy củ, cho nên mời quý vị đón xem. Vâng, thưa quý vị, đây là văn phòng chính của TransGlobal tại Monrovia, California. Mời quý vị với Đỗ Hoàng cùng đến thăm với chúng tôi tại trụ sở này rộng tới 16.000 square feet. Vâng, thưa quý vị, đây là cái quầy tiếp tân để quý vị khi mua tới cái office của chúng tôi. Đây là cái trạm đầu tiên, đây là cái reception area. Và cái trạm tới là cái nào hả Hạnh ha? Cái văn phòng tới. Real estate. Quý vị theo tôi nhé.
This is the real estate department. Và landing quý vị nhé. The health insurance department. This is our manager, Melissa. Hi Tammy, how are you? Hi Mr. Tu. Good to see you again. Và vâng thưa quý vị, đây là department của bảo hiểm nhân, bảo hiểm xe cộ và nhà cửa quý vị nhé. Good to see you. Thank you. See you later. This is our health insurance department. Now this is our self-support department. We are the number one Asian general agency in America. Đây đó là văn phòng về gia đình để giúp quý vị là đầu tư, tất cả mọi đầu tư cho cái gia đình đó thì là đây, bắt đầu từ đây quý vị nhé. Hi Sam, hello, good seeing you. Welcome to the family office and the wealth management team. And this is my partner Herman right here. Hi Herman, how are you? It's good to see you. Vâng, như quý vị đã thấy là cái văn phòng chính trung tâm của chúng tôi nó bao la như thế nào, nó rộng lớn như thế nào và nhiều nhân viên như thế nào. Vì như chúng tôi đã nói, chúng tôi muốn TransGlobal muốn tất cả mọi dịch vụ về kinh tế dưới một cái căn nhà thôi, chỉ cần một cái shop thôi quý vị nhé. Cho nên ta có nhiều department như vậy trong một cái như vậy để làm sao để tạo cái sự tiện lợi cho quý vị. Không, chúng mình không cần phải đi sang ra đi mua bảo hiểm, đi sang kia mua nhà, tất cả đều dưới một cái ngõ nhà của chúng ta mà thôi. Cái đó là cái rất quan trọng vì chúng tôi, ông giám đốc của chúng tôi Philip Hu muốn đưa cái dịch vụ đó để làm tiện nghi cho quý vị. Và cuối cùng sau đây Đỗ Hoàng và anh Trần cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi những cái chương trình vừa qua của chúng tôi. Và trước tiên Đỗ Hoàng và anh Trần xin chúc quý vị chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng và mọi thứ đều mọi việc đều như ý và quý vị có một năm thật là an lành thịnh vượng với quý vị nhé. Và như tôi nói, tất cả mọi dịch vụ cần biết xin quý vị cứ liên lạc về cái số phone là 714-712-0012 hay là 949-445-0999. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. TransGlobal, công ty bảo hiểm nhân thọ của Á Châu lớn nhất tại Mỹ. Hiện nay TransGlobal mới mở trụ sở chính rộng hơn 16.000 square feet tại Monrovia. Công ty TransGlobal Holding đã biến đổi và thành lập thêm 7 công ty như sau. Hiện nay công ty có trên 20 chi nhánh trong 9 tiểu bang, thượng hạng, tiện nghi để phục vụ cho tư vấn và thân chủ. Khi quý vị có nhu cầu về mọi hình thức tài chính, TransGlobal sẽ là sự lựa chọn duy nhất và tiện lợi nhất cho quý vị.